Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chiếc xe điện đang làm mưa làm gió trên thị trường, VinFast VF3. Đây là một mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng đầy sức mạnh, rất phù hợp cho việc di chuyển trong các đô thị đông đúc. Ngay từ khi ra mắt, VF3 đã thu hút sự chú ý bởi thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, rất hợp để di chuyển trong thành phố. Với kích thước nhỏ, bạn có thể dễ dàng tìm chỗ đỗ xe và di chuyển linh hoạt trong các con phố hẹp nhưng đừng để kích thước nhỏ bé của nó đánh lừa bạn. VF3 được trang bị những linh kiện cực kỳ chất lượng, vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cùng loại. Động cơ mạnh mẽ và bền bỉ giúp bạn yên tâm trên mọi hành trình. VinFast VF3 lộ diện một loạt hình ảnh cho thấy thương hiệu của một số linh kiện cấu thành nên chiếc SUV chạy bằng điện cỡ nhỏ này. VinFast VF3 hiện chưa chính thức bàn giao xe cho khách mua, nhưng hình ảnh thực tế lộ diện trên mạng xã hội đã cho thấy phần nào những linh kiện sử dụng cho mẫu SUV cỡ nhỏ chạy bằng điện này. Theo đánh giá từ các chuyên gia, phụ tùng trang bị trên xe xịn hơn nhiều so với các dòng ô tô điện cỡ nhỏ cùng tầm giá. Cụ thể, một số chi tiết dễ nhận thấy trên VinFast VF3 có thể kể đến như kèn Bosch, Acqui Animac, lốp xe A16 của Cylon, đèn pha halogen nhưng có B-Projector, cần số điện tử, màn hình cảm ứng 10 inch, pin của hãng Gotien bên dưới nắp capo xe khá trống trải do động cơ chính đặt ở phía sau nên nhiều khả năng có thể lắp tấm chắn tạo thành cốp xe phía trước đây là chi tiết rất đáng chờ đợi do vinfast vf3 có chiều dài ngắn không gian hành lý gần như không có khi sử dụng hàng ghế sau bên cạnh hình ảnh loạt linh kiện trên vinfast vf3 chạy thử nghiệm han cho thấy hình ảnh nội thất rõ nét đầu tiên của xe nội thất chiếc suv cỡ nhỏ chạy bằng điện này mang phong cách tối giản với điểm nhấn là màn hình cảm ứng 10 inch ở tắp điều khiển hầu hết các chức năng trên xe, và đặc biệt là cần số này đã tích hợp sau vô lăng. Hãng xe Việt định vị ô tô điện VinFast VF3 thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ. Xe có kích thước tổng thể nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị, với chiều dài 3 dài 190mm, hàn rộng 1 gàng 679mm, cao 1 gàng 622mm, chiều dài cơ sở 2 gàng 75 mm khoảng sáng gầm khá cao ở mức 191mm. VinFast VF3 trang bị bộ pin 18,6 kW giúp xe di chuyển quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Dùng bộ sạc di động theo xe, pin của VinFast VF3 mất khoảng 5 giờ để sạc từ 10% lên 70% pin, trong khi sạc nhanh tại trạm sẽ mất 36 phút để sạc từ 10% lên 70%. Xe có giá bán công bố 2235 triệu đồng, sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Động cơ điện nằm ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực và mô men xoắn 110 Nm. Vì động cơ nhỏ gọn, công suất thấp nên mẫu xe này sẽ không sử dụng hệ thống tản nhiệt nước như các mẫu xe điện cao cấp hơn của hãng xe Việt Nam. Vinfast VF3 lộ chi tiết giống hệ xe sang Mercedes. Dù giá trị xe chỉ hơn 200 triệu đồng, nhưng ô tô điện Vinfast VF3 sở hữu trang bị giống hệ xe sang Mercedes-Benz khiến nhiều người trầm trồ. VinFast VF3 để lộ nhiều hình ảnh thực tế khi đang thử nghiệm bên trong nhà máy. Đáng chú ý, trang bị cần số điện tử sau vô lăng được nhiều người dùng và chuyên gia đánh giá là giống hệ loại được xe sang Mercedes-Benz sử dụng trước đây. Cụ thể, cần số điện tử của VinFast VF3 được đặt ngay sau vô lăng, thao tác ở phía tay phải của người lái dựa vào hình ảnh có thể thấy thiết kế giống hệt loại cần số điện tử từng xuất hiện trên các dòng xe sang Mercedes-Benz thế hệ trước, cách đây khoảng 5-10 năm về trước. Điều này tạo ra sự thích thú cho cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng thiết kế này giúp người lái dễ dàng thao tác hơn, nhất là khi xoay trở trong phạm vi hẹp. Ngoài ra, cụm cần số đặt trên vô lăng còn giúp cho khu vực giữa hai ghế trước chống trải và tận dụng được nhiều không gian rộng rãi. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn tích hợp luôn tính năng phanh tay điện tử vào nút P trên cần số điện tử. Điều này có nghĩa khi người lái nhấn nút về, thì phanh tay điện tử đồng thời cũng được kích hoạt. VinFast cũng đã công bố nhiều thông tin kỹ thuật của VF3. Với ngoại thất, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng trước sau dạng halogen. Xe không được trang bị đèn LED định vị ban ngày. Dàn chân của VF3 được trang bị bộ lốp thông số 1775-75R16 đi cùng bộ mâm kích thước 16 inch. Bước vào bên trong, VinFast VF3 được trang bị 4 ghế nỉ. Trong đó, hai ghế trước có thể đều có thể chỉnh cơ 4 hướng và tích hợp tựa đầu. Hàng ghế thứ hai của VF3 có thể gặp hoàn toàn, qua đó giúp mở rộng không gian chứa đồ trên xe. Về tiện nghi, VinFast trang bị cho VF3 màn hình 10 inch, kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Theo hãng, Màn hình trang bị trên ô tô điện này sẽ tích hợp thêm Apple CarPlay và Android Auto sau khi cập nhật phần mềm. Một số tiện nghi đáng chú ý khác có thể kể đến như dàn âm thanh hai loa, điều hòa chỉnh cơ một vùng tích hợp lọc bụi, phanh tay điện tử, chế độ cắm trại. Những trang bị an toàn cơ bản trên VinFast VF3 có thể kể đến như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, căng đai khẩn cấp ghế trước, tính năng khóa động cơ khi có trộm và một túi khí. Xe còn có hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảm biến lùi và camera lùi. VinFast VF3 sử dụng một động cơ điện đặt ở bánh sau, có công suất 43 mã lực và mô men xoắn 100 Nm. Những thông số về động cơ trang bị trên VinFast VF3 đều cao hơn Wuling Mini EV, công suất 26,82 mã lực và mô men xoắn 85 Nm. Xe giới hạn tốc độ ở ngưỡng 100 km/h. Theo hãng xe Việt Nam, VinFast VF3 có thể đạt vận tốc tối đa chỉ khi dung lượng pin vượt ngưỡng 50%. Xe mất 19,3 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km h Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của VinFast VF3 đạt 9 kW 100 km, theo chuẩn EDC. Bộ pin 18 phanh Fosfam cho tầm vận hành tối đa 200 km lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC, cao hơn đáng kể so với Wuling Mini EV. Thời gian sạc từ 10 đến 70% trong 36 phút. Như đã thông báo trước đó, VinFast VF3 có giá bán lần lượt 235 triệu đồng cho khách mua xe dạng thuê pin và 315 triệu đồng dành cho người mua xe kèm pin. Tuy nhiên, giá bán nêu trên chỉ áp dụng với những người mua xe trong 3 ngày đầu, mở bán từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2020. Sau đó, VinFast VF3 sẽ tăng giá lần lượt ở mức 240 triệu đồng và 322 triệu đồng. VinFast cung cấp 3 gói thuê pin tùy chọn. Đầu tiên là gói 900.000 đồng phấm tháng, giới hạn di chuyển dưới 1 500 km. Tiếp theo là mức 1,2 triệu đồng phấm tháng cho quãng đường di chuyển từ 1 500 đến 2 500 km. Cuối cùng là gói 2 triệu đồng phấm tháng cho mức di chuyển trên 2 500 km.